Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 5 âm lịch sẽ chỉ rõ cho quý vị biết được bức tranh tổng quát về vận hạn của mình trong tháng 5 để từ đó quý vị có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất, giúp cho con đường tài lộc, công danh, sự nghiệp của mình được phất lên như diều gặp gió. Thưa quý vị, phần luận giải được thực hiện bởi thầy Gia Cát, cho nên là quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác và chi tiết. Trong phần luận giải này, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn biết được những bước đi đúng đắn nhất trong tháng 5, đồng thời cũng sẽ chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi chính xác và đầy đủ nhất, giúp cho quý vị thâu thu tài lộc may mắn trong cuộc sống. Và ngay sau đây thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng đến với phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm, con giáp này dễ rơi vào vòng xoáy của tình yêu với những người đàn ông đã có nơi có chốn. Đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên trước sau cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy lộc tài, tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình, nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bạn. Những gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá dẫn đến tuổi trẻ còn nhiều phen lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Xem tử vi tháng Bính Ngọ năm 2022, các bạn Ất Hợi đa phần đều đã có được một cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, bạn có thể sẽ phải yêu xa một thời gian, cho nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa hai người có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành, thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Bính dương hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm 2022, cuộc sống của Ất Hợi có nhiều biến động. Gia chủ làm quen với các môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường, cần phải học cách đối mặt với tất cả mọi sự việc không mong muốn, qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần phải mở rộng lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Nếu vẫn còn đang đi học, bản mệnh nên tập trung lại vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập, nếu không dễ phải thi lại, học lại hoặc bị kiểm điểm khiển trách. Với những người bạn đã bắt đầu đi làm thì đây chính là thời điểm để bạn cọ sát với môi trường mới. Hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế thích hợp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế đến nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc, tử vi tuổi Hợi cho thấy gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc trong tháng này. Bởi ngoài thu nhập từ công việc chính thì bạn còn có những khoản thu phụ khác. Tuy nhiên, bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ không cần thiết. Bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc ngoài giờ hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu không cao nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Với những bạn đã đi làm thì tháng này có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng cũng cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân,
Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe. Tuy nhiên cần phải chú ý có chế độ ăn uống và sinh hoạt cho điều độ. Như vậy mới có đủ khả năng và tinh thần, sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Người trẻ tuổi cần tránh đến những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám vắng người để tránh những sự cố đáng tiếc. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, người độc thân thường khá rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên bởi vì bạn vẫn còn trẻ tuổi nên đây không phải là vấn đề gì quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa anh chị em trong nhà khiến bạn phải phiền lòng giải quyết. Cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác, không nên quá bướng bỉnh, cáu gắt, bởi vì bắt người khác phải chiều theo lòng mình thì rất khó được an ổn về tinh thần. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với một số người tuổi Ất Hợi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Hợi trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim và Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lão số tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung được chúng tôi đăng tải tiếp theo trên kênh.